Theo yêu cầu từ phía Bộ Thông tin Truyền thông, Apple đã điều chỉnh sai sót, đưa hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vào bản đồ trên ứng dụng Apple Maps. Đây là ứng dụng bản đồ được cài mặc định trên các thiết bị thông minh, thuộc hệ sinh thái các sản phẩm Apple như iPhone, iPad, MacBook. Thời gian gần đây, dư luận trong nước bức xúc khi phát hiện không thể tìm thấy hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trên ứng dụng bản đồ của Apple. Ngày 1 tháng 12, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử đã có công văn gửi tới đại diện Apple yêu cầu bổ sung hai quần đảo này vào bản đồ. Ngày 2 tháng 12, Apple đã có phản hồi và cho biết việc hai quần đảo không hiển thị trên bản đồ là do lỗi kỹ thuật và cam kết sẽ chỉnh sửa trong vòng 1 đến 2 ngày. Đến chiều ngày 5 tháng 12, tên và vị trí hai quần đảo đã hiển thị trên bản đồ của ứng dụng Apple Maps. Trước Apple, Facebook Meta cũng từng bị phát hiện thiếu quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trong bản đồ năm 2020. Công ty này sau đó đã xin lỗi và khắc phục.